Đường phố Đông Hà, những ngày kỷ niệm sự kiện 50 năm giải phóng quê hương. Khắp các tuyến đường, ngõ xóm rực bóng cờ hoa. Hơn cả, đó còn là một không gian sáng, xanh, sạch đẹp. Ở các khu dân cư, không chỉ trong thời gian này mà nhiều năm trở lại đây, người dân rất tích cực ủng hộ nguồn lực xã hội hóa để làm đường giao thông, bắt điện chiếu sáng, góp phần cùng với thành phố Đông Hà chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến phố văn minh. Chúng tôi vận động nhân dân là đóng góp 100%. Ví dụ như đây là kiệt 22 của tuyến đường 22 của khu phố Lăng An là ba con đã đóng góp một nhà như vậy là 3,5 triệu là đóng góp được 125 triệu đồng để xây dựng cái tuyến đường này. Và các cái tuyến đường mà chưa có điện đường là chúng tôi cũng vận động ba con đóng góp tiền để xây dựng và bắt điện chiếu sáng. Ba con thấy cái mặt văn minh của là khu phố chúng tôi ngày càng đi lên, ba con rất là phấn khởi. Thành phố Đông Hà rất coi trọng và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư, huy động nguồn vốn từ khu vực dân cư và đóng góp của nhân dân để đầu tư hạ tầng đô thị thiết yếu. Đến nay, trên toàn thành phố có hơn 80 km đường bê tông, hơn 60 km hệ thống điện chiếu sáng có sự đóng góp của người dân từ 30 đến 100% nguồn lực. Sự chung sức đồng thuận của người dân cũng như việc huy động tối đa các nguồn lực khác trong chỉnh trang đô thị đã giúp thành phố Đông Hà đạt được các tiêu chí cơ bản xây dựng đô thị loại 2 theo nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hàng năm thì đều lấy cái chủ đề về giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị để làm cái chủ đề để tổ chức thực hiện. Và điều mà nó chứng minh đó là cái vấn đề kết quả trong cái vấn đề nâng loại đô thị. Hiện nay chúng tôi đã đạt được 89,5 điểm trong cái việc là xếp loại đô thị. Tới đây thì chúng tôi đã trình cho Bộ Xây dựng cũng như là Chính phủ để mà công nhận cái đô thị loại 2. Vẫn còn đó không ít khó khăn, trăn trở trong việc tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để thành phố Đông Hà bứt phá, vươn lên xây dựng đô thị có dấu ấn riêng, đảm đương tốt vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Nhưng với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị là động lực để Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà nỗ lực nâng cấp đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.